Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Blog Việt Food. Ăn vặt Đà Nẵng là một trong những trải nghiệm cực kỳ thú vị khi đến với thành phố tuyệt vời này. Mỗi món ăn thì đều có hương vị độc đáo, khiến bất kỳ ai cũng không thể chối từ. Và hôm nay thì hãy cùng Blog Việt Food điểm danh 10 món ăn vặt ở Đà Nẵng ngon nước tiếng, giá rẻ nhất năm 2020, kèm theo đó là địa chỉ các quán ăn vặt ngon ở Đà Nẵng nha. 1. Kem bơ, món ăn vặt Đà Nẵng mà bạn chẳng thể nào bơ được. Kem bơ là một trong những món ăn vặt Đà Nẵng được yêu thích nhất. Không những thế, kem bơ Đà Nẵng còn thu hút khách du lịch bởi cách chế biến độc đáo. Ly kem là sự kết hợp hoàn hảo giữa bơ sánh mịn và kem béo ngậy, kết hợp với một chút dừa khô mang đến hương vị không thể nào quên được. Để có được một ly kem bơ ngon, đòi hỏi ở người bán một sự lựa chọn bơ rất là khéo léo và tỉ mỉ. Bởi nếu chọn phải quả bơ có màu nâu hồng hay là tiếng hạt bơ quá to, thì phần thịt sẽ bị mỏng và khi xay bơ sẽ bị đắng. Phần kem thì được làm từ sữa tươi không đường, đánh bông lên, thơm và rất ngon. Nếu bạn được một lần đặt chân đến Đà Nẵng, thì hãy thử ngay một ly kem bơ tại một trong những địa chỉ sau đây nha. Kem bơ Cô Vân, địa chỉ chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Kem bơ Phan Tứ, địa chỉ số 195 Phan Tứ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Kem bơ Cô Cúc, địa chỉ chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 2. Chè sầu riêng, món ăn vặt Đà Nẵng ngon quên lối về. Chè sầu được coi như một món ăn vặt Đà Nẵng thú vị và dân dã đối với du khách. Đây là một món ăn vô cùng lý tưởng cho du khách sau một buổi đi chơi dưới thời tiết nắng gắt. Du khách có thể dành cho mình những giây phút thoải mái, thư giãn bên ly chè mát rượi, thơm ngon tại một quán chè nổi tiếng ở Đà Thành. Với bí quyết nấu chè ngon hấp dẫn, thì chè sầu riêng Liên Đà Nẵng mang đến hương vị chè cực kỳ độc đáo, đậm mùi sầu riêng. Sầu riêng tại chè bà Liên Đà Nẵng thì được tách hạt, xé miếng nhỏ, ăn ngọt mát, giòn sật sật, chút thạch xương sáo. Quả thật là một món ăn vặt giải nhiệt mùa hè. Nhưng điều làm du khách nhớ nhất khi ăn chè ở đây lại chính là nước cốt rửa béo, thơm, không quá ngọt và rất đặc trưng. Giá là 10.000 đồng cho đến 33.000 đồng cho một ly. Thời gian mở cửa 9 giờ cho đến 22 giờ. Chè sầu Liên hiện đang có 4 cơ sở trên khắp Đà Nẵng. Cơ sở 1, 189 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Cơ sở 2, 175 Hải Phòng. Cơ sở 3, 80 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc. Cơ sở 4, 320 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê. 3. Bánh tráng kẹp, món ăn vặt Đà Nẵng đặc trưng của miền biển. Bánh tráng kẹp được xem là một trong những món ăn vặt của Đà Nẵng, đậm hương vị biển. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bánh tráng kẹp lại nhận được nhiều tình cảm của thực khách đến vậy. Khác với vẻ ngoài dân dã, bình dị, thì món ăn mang đến một hương vị vô cùng hài hòa và độc đáo. Điều khiến cho bánh tráng ở Đà Nẵng đặc biệt hơn bánh tráng Hà Nội hay là bánh tráng ở những tỉnh thành khác, đó chính là nước chấm. Nước chấm sánh đặc, được nêm nếm vừa phải, ngọt ngọt, thanh thanh, đúng kiểu miền Trung. Pate thì được làm cẩn thận, tỉ mỉ, không có mùi hôi, lại ít dầu mỡ, tránh tạo cảm giác ngấy khi ăn. Giá dao động từ 5.000 cho đến 12.000 đồng. Bạn có thể ghé qua địa chỉ dưới đây để thưởng thức vị đặc trưng nhất của bánh tráng kẹp Đà Nẵng nha. Bánh tráng kẹp Dì Hoa, địa chỉ số 62A/2A, Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng. Bánh tráng kẹp Dì Hoàng, địa chỉ K142/46/9, Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng. Bánh tráng kẹp Dì Liên Trần Tống, địa chỉ số 33 Trần Tống, Hải Châu, Đà Nẵng. 4. Bánh tráng đập, món ăn vặt Đà Nẵng dân dã. Bánh tráng đập được biết đến như một món ăn vặt Đà Nẵng rẻ nhưng lại làm siêu lòng biết bao nhiêu thực khách. Khác với hình thức giản dị bên ngoài, thì nguyên liệu làm bánh tráng đập lại vô cùng cầu kỳ, đòi hỏi ở những người làm bánh một sự cẩn thận. Bánh tráng được làm từ một loại gạo tẻ thơm, có độ dai vừa phải để mặt bánh không bị dày, mịn và láng. Khi bánh vừa chín tới, thì thợ làm bánh sẽ dùng một thanh tre mỏng luồn phía dưới mép bánh để lấy ra khỏi khuôn, sao cho bánh vẫn giữ được hình dạng ban đầu. Tay còn lại thì đổ tiếp mẻ mới. Bên cạnh miếng bánh tráng giòn rụm thì điểm nhấn của món ăn này chính là nước chấm. Nước chấm thì được làm từ mắm cá cơm hoặc là cá nục ở vùng biển Quảng Nam. Mắm được pha sánh sánh, kết hợp với một chút tỏi băm tạo nên hương vị ngon khó cưỡng. Để thưởng thức món ăn độc đáo này thì đừng ngại ghé qua những địa chỉ dưới đây. Chắc chắn món ăn sẽ không làm bạn thất vọng. Giá chỉ từ 3.000 đồng cho đến 5.000 đồng. Quán Bà Tứ, địa chỉ số 354 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bánh bèo và bánh đập, số 251 Phan Châu Trinh, địa chỉ số 251 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
5. Bánh bèo, món ăn vặt Đà Nẵng, ăn là mê. Bánh bèo là món ăn tinh thần không thể thiếu ở Đà Nẵng. Bánh bèo Đà Nẵng thì mang một hương vị đặc trưng riêng, không thể nhầm lẫn với nơi nào khác. Màu sắc trắng đục của bánh bèo, điểm thêm sắc đỏ của tôm thịt, tạo nên một món ăn vô cùng bắt mắt. Độ ngon của bánh bèo còn được tăng lên khi ăn cùng với nước mắm chấm. Vị chua chua, ngọt ngọt, rất dễ ăn của nước mắm càng khiến cho món ăn này dậy mùi thơm hơn. Giá là 10.000 cho đến 30.000 đồng. Dưới đây là một số địa chỉ bánh bèo ngon ở Đà Nẵng. Hãy ghé qua đây khi đi du lịch Đà Nẵng nha. Bánh bèo Bà Bé, địa chỉ số 100 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bánh bèo Bà Tiên, địa chỉ số 164/1 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng. Quán Vân, địa chỉ số 13A Thành Tịnh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bánh bèo Bà Thiên, địa chỉ số 15 Phạm Hồng Thái, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 6. Nem nướng, món ăn vặt Đà Nẵng nức tiếng dành cho dân sành ăn. Nem nướng Đà Nẵng hay còn gọi là nem lụi là món ăn vặt Đà Nẵng nức tiếng. Nem nướng Đà Nẵng thì được làm từ thịt heo, xay, làm thành giò sống. Có trộn thêm các loại gia vị như là tỏi, hành tím, nước mắm, hạt tiêu rồi trộn lại. Điều đặc biệt cho món nem nướng Đà Nẵng khác với những vùng miền khác là hương vị nước chấm. Nước chấm được pha từ tương đậu nành, loại ngon, xay nhuyễn, trộn thêm và hỗn hợp nước chấm, một chút bột năng để làm nên độ sánh của nước chấm. Để thưởng thức trọn vẹn món nem nướng Đà Nẵng thì bạn cũng cần biết ăn đúng cách, theo thứ tự là rau sống, chuối, dưa leo và cuối cùng là nem nướng. Tất cả cuộn lại bên trong bánh tráng. Nem nướng Đà Nẵng đem đến hương vị quyến rũ, đầy mê hoặc. Hương thơm đặc trưng của món ăn này khiến những tín đồ ăn không thể nào không bỏ qua. Giá dao động 6.000 cho đến 50.000 đồng. Một số quán ăn vặt ngon ở Đà Nẵng. Quán Tâm, nem lụi bò lá lốt, địa chỉ số 46 Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Quán nem lụi Bà Dưỡng, địa chỉ K280/23, Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nem nướng Kim Anh, Đà Nẵng, địa chỉ số 63 Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 7. Bánh canh, món ăn vặt của người dân miền Trung. Bánh canh là món ăn phổ biến của nhiều vùng miền trên cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, mỗi địa phương, mỗi địa danh mà bánh canh lại có những cách chế biến cũng như hương vị khác nhau. Ở Đà Nẵng thì món bánh canh có rất nhiều biến tấu, mang phong cách riêng. Tùy vào loại nguyên liệu được sử dụng của các quán bánh canh ngon tại Đà Nẵng mà cho ra một loại bánh canh với hương vị riêng biệt. Giá dao động từ 10.000 cho đến 45.000 đồng. Một số quán bánh canh nổi tiếng ở Đà Nẵng: bánh canh Bà Thu, địa chỉ số 22 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng. Phương Bánh Canh Ruộng, địa chỉ 54 Hà Thị Thân, Sơn Trà, Đà Nẵng. Bánh canh Đường Dây, địa chỉ K77A/09, Lê Độ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng. 8. Thơm ngon béo ngậy về trứng chén nướng Đà Nẵng. Trứng chén nướng là món ăn vặt Đà Nẵng thơm ngon, béo ngậy nổi tiếng với du khách. Trứng được để trên một chiếc chén sứ nhỏ có hoa văn đẹp mắt, nướng bằng than củi. Trứng chén nướng thì gồm có lớp bơ được phết vào chén, 4 quả trứng cút, thêm hành tươi, nướng một chút cho thêm xúc xích. Khi nướng thì mùi thơm của bơ và trứng quyện vào nhau, lan tỏa khắp con phố nhỏ, kích thích khứu giác của những người đi đường. Giá từ 5.000 cho đến 20.000 đồng. Một số quán ăn vặt Đà Nẵng bán trứng chén nướng như sau. Ăn vặt Ba Cô Lu, địa chỉ 52 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Bánh tráng nướng Phan Giang, địa chỉ 41A Nguyễn Du, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bánh tráng kẹp Dì Liên, địa chỉ 33 Trần Tống, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 9. Ốc hút, món ăn vặt Đà Nẵng bình dân có sức hút vô cùng lớn. Ốc hút là món ăn vặt ở Đà Nẵng có sức hút vô cùng lớn. Là thành phố biển nên ẩm thực Đà Nẵng cũng không thể thiếu những món ốc được chế biến nóng hổi, mang hương vị khác nhau khiến ai cũng không thể bỏ lỡ khi tới nơi đây. Ốc hút thì là tên gọi thân thuộc mà người dân Đà Nẵng dùng để chỉ món ốc xào xá ớt. Để có được những món ốc hút tươi ngon thì trước hết ốc phải tươi. Ốc ngọt tự nhiên được lựa chọn những con ốc tươi ngon nhất, ngâm nước gạo và ớt tươi cho sạch, rồi mới đem luộc cùng với lá chanh, nước dưa chua tạo độ ngọt và thơm nước mũi. Chỉ ngửi thôi là không cầm lòng được rồi. Nước chấm chua ngọt, đủ vị, thơm mùi lá chanh, ớt cay nồng, quyện với vị ốc cho bạn một trải nghiệm thú vị. Nhúng ngập ốc vào bát nước chấm, đập dập đầu rồi hút là cảm nhận được hương vị tuyệt vời, đáng để thưởng thức. Dưới đây là một số quán ốc ngon Đà Nẵng du khách có thể tham khảo. Ốc hút Trần Thị Lý, Đà Nẵng. Làng Gia Ua, địa chỉ Làng Gia Ua, đường Bùi Thị Xuân, dưới chân cầu Trần Thị Lý. Ốc hút Đĩa Bay, Đà Nẵng, địa chỉ đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ốc hút Hạnh, quán ốc hút ngon tại Đà Nẵng, địa chỉ
277 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 10. Sữa chua muối, món ăn vặt độc đáo chỉ có tại Đà Nẵng. Sữa chua muối là món ăn vặt chỉ có ở Đà Nẵng. Thường thì sữa chua muối là loại sữa chua tự làm, cùng với những nguyên liệu cơ bản là sữa đặc, hũ sữa chua mồi, nước sôi. Khi có khách gọi thì chủ quán sẽ mang ra độ chục hũ sữa chua nhỏ, kèm với một đĩa muối. Khách ăn hết bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu. Mỗi hũ sữa chua thì có giá chỉ 1.000 đồng, ăn no nê thì cũng chỉ hết độ 10.000 đồng là cùng. Sữa chua vốn có vị chua dịu và mềm mịn, thêm muối vào thì sẽ có vị đậm đà hơn khi thưởng thức. Làng sữa chua muối ở gần cầu Trần Thị Lý là một địa chỉ nổi tiếng mà du khách sẽ được người bản địa giới thiệu khi muốn ăn món này. Từ đầu đường Phan Huy Chú kéo dài đến đường Nguyễn Thiếp, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà thì tuy chỉ dài khoảng 100m, có đến hơn 20 quán. Địa chỉ đầu đường Phan Huy Chú, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Giờ mở cửa từ 17 giờ cho đến 22 giờ 30. Giá dao động từ 10.000 cho đến 30.000 đồng. Vậy là blog Việt Food vừa cùng các bạn điểm tên 10 món ăn vặt ngon nhất định phải thử khi tới Đà Nẵng. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Thank you.